Nhà đất Bảo Hoàng xin được gửi lời chào đến quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người đang xem video trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và đặc biệt là Bình Dương. Trở lại với một sản phẩm trong buổi chiều hôm nay, Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà trọ đang kinh doanh cho thuê với 8 phòng trọ ở phía sau, mặt tiền kiosk ở phía trước. Hiện hữu tại khu dân cư 434 liền kề với chợ 434 thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trên một trục đường thông như quý vị chúng ta đang được xem qua màn hình với lòng đường ngang 6 đến 7 mét, vỉa hè một bên là 2 mét. Với vị trí nơi đây thì căn nhà chúng ta di chuyển ra những trục đường lớn trong khu vực như là trục đường DT743, ngã tư 550, khu trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An, hay là về lại với vòng xoay An Phú, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, khu dân cư Việt Sinh V-Ship 1, hoặc quý vị chúng ta có thể về lại với thành phố Thủ Đức, phường Linh Xuân, phường Linh Chiểu, chỉ cách vị trí nơi đây khoảng tầm 1 đến 2 km mà thôi, rất là gần với vị trí nơi đây. Và căn nhà mà buổi chiều tối hôm nay Bảo Hoàng chia sẻ đến cho quý vị đó là một căn nhà cấp 4 đang kinh doanh phòng trọ ở phía sau và mặt tiền kiosk cho thuê ở phía trước với 8 phòng trọ. Diện tích tổng của căn nhà này là 150m², ngang 5, dài 30, 150m², phun thổ cư. Với hướng nhà là hướng đông, phù hợp với quý vị khách hàng theo mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Và mức giá dành cho căn nhà này là một mức giá rất là mềm, một căn nhà bán theo diện là bán đất tặng nhà thưa quý vị, chỉ có 4 tỷ 350 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà trên mức giá 4 tỷ 350 triệu đồng để quý vị chúng ta có thể mua được sản phẩm với một mức giá phải chăng phù hợp nhất cho sản phẩm. Vì vậy quý vị khách hàng chúng ta đang có nhu cầu mua để ở hoặc đầu tư với một sản phẩm tương tự như thế này, hoặc là sản phẩm mà buổi chiều hôm nay Bảo Hoàng chia sẻ đến quý vị, thì hãy nhanh tay gọi ngay cho nhà đất Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan và khảo sát cụ thể từng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm mà ngay lúc này Bảo Hoàng đang chia sẻ cho quý vị, còn một căn nhà cấp 4 rất là đẹp với màu sơn trắng toàn bộ của căn nhà. Và phần đất của nhà mình thì có bao gồm luôn cả hành lang dẫn vào bên trong, dãy trọ ở phía sau với chiều ngang là 5m và chiều sâu là 30m². Và hướng ra chợ thì chúng ta sẽ có hai hướng, phía trước mặt tiền về trái ra thì chúng ta cũng đã ra với chợ 434, hoặc là chúng ta quẹo phải rồi rẽ phải thêm một lần nữa thì chúng ta cũng đến với trung tâm chợ 434. Kế bên căn nhà của chúng ta thì có thêm quán karaoke, trường mầm non. Và vị trí nơi đây thì cách những trung tâm khác ngoài chợ, trung tâm giải trí thì có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cách vị trí nơi đây của nhà mình là khoảng tầm 2 đến 2,5 km. Một khu vực rất là gần với những trung tâm tiện ích đi kèm, trường học, chợ, bệnh viện, quân đoàn 4, vân vân. Rất là gần với vị trí nơi của nhà mình. Và bây giờ thì Bảo Hoàng sẽ dẫn mọi người vào bên trong ra phía sau, chúng ta khảo sát khu vực phòng trọ của nhà mình. Vâng, đây là một căn phòng trọ còn khá là mới và được xây rất là chắc chắn, kiên cố trên diện tích tổng 150m². Phía trước thì chúng ta sẽ có một cái kiosk cho thuê ở phía trước. Với mái hiên, mái tôn và sơn màu trắng cả mặt tường lên lẫn bộ cửa phía trước. Và phía bên trái thì chúng ta có một cái lối hành lang dẫn vào bên trong. Với 8 phòng trọ ở phía sau thưa quý vị. Và phần đất hành lang này cũng là phần đất trên sổ của nhà mình với chiều ngang 5m, bao gồm hành lang mà quý vị chúng ta cùng với Bảo Hoàng đang vào bên trong tham quan đây. Chúng ta sẽ có 7-8 phòng trọ ở phía sau. Phòng trọ ở đây thì cho thuê từ 1 triệu đến 1,2 triệu mỗi tháng thưa quý vị.
Vâng, một căn nhà được thiết kế cho thuê phòng trọ, xây dựng chắc chắn kiên cố và còn rất là mới. Và một vị trí rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh, với quý vị khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như thành phố Thủ Đức, thì ý kiến về lại khu vực bên đây cũng rất là gần, chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là 12 đến 15 km. Vâng, một vị trí rất là gần với thành phố để chúng ta có thể mua, đầu tư cho thuê, quản lý dễ dàng, gần với vị trí, gần với khu vực mà gia đình chúng ta sinh sống. Có một trục đường rất lớn phía trước mặt tiền, gần với chợ 434, ngã tư 550, Vincom Plaza, Dĩ An, vòng xoay An Phú, đường xuyên tỉnh DT743. Gần ngay với những khu công nghiệp lớn như là khu công nghiệp Bình Chiểu, khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp Vship, Vship Việt Sinh. Vâng, rất nhiều khu công nghiệp nơi đây và nhu cầu cho thuê phòng trọ thì luôn luôn hiện hữu và thường trực, cho nên là chúng ta yên tâm với một sản phẩm có những dãy trọ đang cho thuê với mức thu nhập ổn định hàng tháng, một căn nhà với mức giá chỉ có 4 tỷ 350 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp chính chủ với giấy tờ liên quan đến căn nhà hợp pháp đầy đủ, và chúng ta có thể mua bán, làm thủ tục mua bán sang tên trong ngày. Và một lần nữa, Bảo Hoàng cũng xin cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi những video đến từ kênh, và đặc biệt là video trong buổi tối hôm nay mà Bảo Hoàng gửi đến cho quý vị. Một lần nữa, Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Đừng quên xem video, bấm nút đăng ký kênh và thông báo quả chuông để xem lại video này cũng như đồng hành cùng với nhà đất Bảo Hoàng trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chào.